đời này chưa nào dễ hết trơn trời. Thôi chắc nó đi làm về khuya, mà giờ kêu nó dậy nó ăn sáng rồi nó ngủ không sao, thiếu ngủ rồi nó đi làm nó mệt tạo nghiệp. Alo, lát chị tới. Trời ơi, vậy đâu vậy? Sao mà khách hàng khách đổi cái chuyến bay là em phải nắm chứ. Em ơi, bây giờ ông khách đi trở về Singapore một cái là mình bể cái hợp đồng này. Túa ra đưa hết nhân viên công ty, túa ra dàn cảnh kẹt xe. Không còn tới sân bay giờ này, hiểu không? Chào ông nội. Rồi, con. Rồi, anh. Anh tới đi. Ăn sáng rồi đi nè con. Ăn sáng chưa? Thì đó, đợi. Tối qua ba ngủ ngon không? Thì cũng đợi ba làm à. Anh, đưa tiền cho ba chưa? Đây ba. Ở nhà giữ tiền, muốn xài gì xài nha. Mẹ ơi, cho con tiền với con dạ. Tiền xài rồi, ba ơi, cho con tiền. Con ơi. Là đủ rồi. Đây nè, nghe anh nội đưa cho con. Rồi, cái này là thôi, của ba. Cái này của bà. Nó không có xài nhiều. Con ba, với con, nghe nè. Con cần mua đồ cho con ít tiền mà. Đây, ông nội đưa cho một con. Một lát nữa tôi chuyển khoản cho ba. Chuyện cháu của ba để con lo, ba ngồi xuống con nói ba nghe nè. Tiền bạc trong nhà này không có quan trọng bằng sức khỏe của ba. Ba cứ giữ tiền thiệt là nhiều tiền, bao nhiêu tiền con đưa cho ba hết. Với một cái điều kiện vậy đơn giản thôi, ba muốn gì ba cứ mua, ba thích gì ba cứ sắm. Nhưng mà ba nhớ cho con một điều thôi, là đừng có ra khỏi nhà nha ba. Cái đó tính sao? Ăn sáng này, mọi người ăn sáng miếng rồi ba, đi. Ba, cái này là ba cứ ăn chuẩn bị cho ba. Cái chuyện đó ba biết, ba muốn cái gì cũng được, ba thích cái gì cũng được, miễn sao ba ở trong nhà nghe ba. Tụi con đi nha. Hai đứa ăn ở nhà chơi với ông nội. Nói ăn với ông nội đi con. Chuyện quyền cho lát chuyện. Mà hai mày sao xài tiền dữ vậy? Có xài đâu, bình thường mà. Xài hết trơn. Chuẩn bị xe anh xuống liền, chuẩn bị xe anh xuống liền. Rồi rồi đi. Rồi đi đi. Trời đất ơi. Nấu cả buổi sáng. Nó đi ba. Trời ơi. Ủa, mấy anh chị với hai đứa cháu của anh đâu rồi ba? Đi hết rồi, đó là nấu đồ ăn sáng cả buổi. Mọ dậy từ sớm lọ mọ rồi đi nấu rồi nướng bánh mì. Ngủ không được, ở nhà này buồn, có mình. Rồi bây giờ nấu ra không ai ăn. Ba đừng nói nữa, con khóc đó. Sao khóc? Nếu mà con là anh ấy, anh cả gia đình thì con sẽ khác. Nhiều lúc con cũng muốn nói với anh hai đó. Thôi dành một chút thời gian cho ba, nhưng anh không bao giờ làm điều đó. Nó cũng bận rộn. Không bận thì bận nhưng phải thu xếp chứ ba. Nhà đông anh em, đông cháu á, mà cứ như không có người vậy đó. Thì đó. Con đi nha ba. Ai à? Tôi đây. Bà Chính hả? Tôi bà Chính đây. Vô đi, con đóng cửa ở đâu mà. Ăn sáng chưa? Chưa. Ủa? À, con cháu đâu hết trơn hết trời rồi. Như một cơn gió. Hả? À, tựa phim mới hay gì? Mở gì sáng nó ào ra như đàn ông dở tổ làm ào đi hết trơn. Ông phải quen dần với chuyện đó chứ, bị gì tôi thấy ngày nào cũng vậy mà. Ở dưới quê đứt quen bà ơi, lên Sài Gòn cái nhịp sống kịp. Có gì đâu mà không kịp. À, ông thì từ từ riết cũng quen thôi. Rồi bây giờ dọn đồ ăn quá trời không ai ăn vậy hả? Ăn đi chứ hôm lát tôi bỏ uổng lắm á. Ờ à, vậy thôi ăn sáng. Ăn đi, nhà cũng không có chó. À là tôi không ăn, đổ cho chó ăn. Nhà không có chó, đổ thùng rác luôn. Đổ thùng rác bỏ luôn. Thôi để tôi ăn chứ bỏ tội. Tội chết. Ngày nào cũng vậy ba ơi. Sáng nào cũng làm có bữa bò bít tết, bánh mì xúc xích ấp la. Biết hết trơn á trời á. Con ông nó mướn tôi qua đây, tôi giúp việc theo giờ mà. À, cho nên là cái ngày nào mà ông nấu món gì tôi rửa chén tôi biết hết trơn. Ê, hả? Mà sao thấy nhà bà cũng khá mà sao con mà nó cho bà đi giúp việc hay vậy? Đâu có, dâu nó chứ mà nó mà biết là đi vậy là nó chửi chết á. Mình ở nhà riết ngồi riết như con chó già buồn. Mình không bằng chó đâu. Thua con chó luôn. Chó già còn được ra công viên chơi, tôi ở trong nhà hoài. Nó nói là con đưa ba tiền, ba muốn ăn gì ăn, đừng ra khỏi nhà nghe. Ăn bù lon con tán hay gì? Thì đó, làm sao mà bằng với quê mình được. Tôi nói sáng ra là đi bộ ngoài đồng, hít thở không khí, hít thở mùi cỏ, trời ơi nó thơm mát. Rồi cái chim bay cò bay thẳng cánh, nhà nào nhà nấy nó vui. Thôi bây giờ có ăn không ăn tôi dọn dẹp và để con cháu ông về nó thấy tôi, nó tưởng tôi làm biếng nó chữ. Thôi dọn đi. Bớt bài đi, nó không bao giờ ăn đâu mà bài hoài. Dọn đi, tôi có này hay lắm.
mời bà ngồi. Vụ gì? Gì đây? Ủa nay đâu phải sinh nhật tôi. Sinh nhật tôi? Ủa sinh nhật ông? Ừ. Ông cha. Đây đây, ông cha cho nhiều tiền. Trời đất ơi, rồi bao nhiêu đây xài gì hết? Cho 5 tỷ. Trời ơi, có tiền bo luôn hả? Ngon vậy. Ê, cái ông đưa tiền bo vậy có bắt làm gì không? Thôi nghe, dân là lớn tuổi rồi không được vậy đâu nha. Cho thêm 5 tỷ. Trời ơi, ông muốn gì ở tôi? What do you want? Bà muốn à? Không, tôi không muốn. Thôi được rồi, cảm ơn ông nha. Nhật sinh nhật, chúc sinh nhật ấy. À quên. Thôi chúc ông sinh nhật vui vẻ. Ừ. Sống lâu, sống khỏe. Ừ. Đừng có chết sớm. Thôi, chết sớm đi. Sao vậy? Sống vậy buồn, sống chi nhiều. Trời ơi, chết rồi cũng buồn lắm chứ có vui vẻ gì đâu. Chết là hết, chứ sống vậy. Sáng gặp con cái sáng 3 phút, tối gặp thêm 3 phút, ngày gặp tụi nó 6 phút. Như ở chợ thấu, ở trong chuồng, đâu ra ngoài được. Ông phải thông cảm. Không, nhiều khi con ông là nó bận nó đi làm, rồi đứa con có cháu thì nó bận nó đi học đó. Vậy nó mới có tiền nó cho ông để ông cho tôi đó. Thôi ở nhà, ở đây đi, chạy về coi nhà cái. Trời ơi, tôi nói em rồi. Ủa về rồi hả con, đi làm về rồi hả? Về rồi mà mất hết cái hợp đồng. Khách hàng Singapore người ta đổi chuyến bay người ta về sớm, con phải ra con cản lại mà cứ lúc nào cũng nhõng nhẽo đòi phải chở đi làm bộ neo xong rồi bây giờ mất cái hợp đồng lớn. Ủa cái hợp đồng anh quan trọng hơn vợ anh không? Sao anh nói chuyện kỳ vậy? Bữa nay anh chở không được rồi ngày mai anh nhiều khi có chuyện gì anh không chở được vợ anh có hối hận không? Cưới vợ về là cuộc sống của mình, tình yêu của mình, cuộc đời của mình mà. Con cũng phải làm ăn, con ký hợp đồng về cái gia đình của mình mới êm ấm hạnh phúc được chứ đúng không? Êm ấm bây giờ anh không chở tôi coi gia đình êm ấm không? Trời ơi, con ba ba mẹ, con chào ông nội. Nói chưa? Ở nhà vui không? Ba, nghe ông hỏi nè. Nãy giờ có ra đường không? Không, trái nhà không ra. Ủa vậy ai dẫn bánh? Ai dẫn bánh ngon vậy không? Ừ, thì để bữa nay á. Bánh thì ăn nhiều đường chết á. Em đi dọc, em ba phải ăn mấy cái gì mà nó liên quan tới bảo vệ ăn gì á. Đi dục đi. Con đã nói ba là muốn ăn gì ăn, nhưng mà ba phải hiểu cái sức khỏe của mình. Sao tự nhiên la ba vậy? Tại vì ba lớn tuổi rồi, ba lẫn, ba không biết cái chuyện đó bình thường mà anh sao vậy? Ba lẫn đúng không? Không sao hết, con cho dục rồi. Thôi bây giờ vậy, để ba nói bữa nay á là ngày đặc biệt. Trời đúng rồi, bữa ba ơi, bữa nay ngày đầu tuần, tụi con quá trời công việc, con để về con nói với ba đó là bây giờ cơm trưa mấy đứa ở nhà ăn cơm với ông nội nghe chưa? Ba phải đi, ba tiếp thêm một đoàn khách nữa chứ không thôi đầu tuần có thứ hai quá trời công việc. Chở em, chở em, chở em. Gì đâu nữa mà cứ chở vô trong shopping cái rồi anh đi đâu anh đi. Thiệt à, vậy đi rồi một hồi mua cái gì về nấu cho ba nghe chưa? Con đưa vợ con đi chợ cái rồi lát con về nha ba. Thôi con đi chút xíu con về liền. Con đi lẹ đi nãy giờ vui nữa rồi. Thôi mệt. Thôi được rồi bây giờ về. Để ông nội nói cho nghe, bữa nay là ngày đặc biệt. Cho nên là ông nội nói á. Alo, ai vậy hả? Ô, tới rồi hả? Trời ơi, ông nội ơi, bạn con tới chút xíu. Alo, để chút xíu. Nghe khúc này hay lắm nè. Đã không? Hồng quá. Hồi nhạc thấy dữ vậy hả? Ông nội, cho con ít tiền đi. Đây, đây. Đang đi chơi với bạn. Nè, cất đi. Ôi, dữ vậy luôn, hết luôn hả? Nậu có xài đâu. Vậy hả? Con đi đi gặp bạn không chứ? Thank you, see you, enjoy. Ủa, Úc. Ba. Đi làm về rồi hả con? Con mới đi làm về ba. Đây, ngồi xuống đây ba nói cho nghe. Ủa sao giờ này mấy anh chị con đi làm về chưa ba? Về rồi, đi hết nữa rồi. Để ba kể cho nghe. Bữa nay là ngày đặc biệt. Ba đừng nói nữa, con khóc đó. Mấy anh, mấy chị, hai đứa cháu nữa. Nhà đông như vậy mà đi làm về không chịu ngồi tâm sự với ba. Thôi kệ, tụi nó bận công chuyện mà. Con vô con ngủ nha ba.
ráng chờ tôi vài bữa. Tôi ở với tôi nói vài bữa tôi về dưới với bà. Chứ ở trên thành phố nó buồn quá bà ơi. Cảm ơn anh ba. Cảm ơn anh ba, cảm ơn anh Chính. Thiệt, không có anh ba với anh Chính mà giúp em cái này là hợp đồng này em ký không được. Dạ, tối nay à, em mời anh ba với anh Chính. Dạ, em cảm ơn anh ba. Dạ, trời ơi, thiệt tình. Em ơi. Ôi, tiền bạc, lúc nào bọn ở đây. Em à, sao để tiền bạc đây em? Đi đâu rồi trời? Alo. Vô đây. Anh thấy em có giống như công chúa không? Em giống như là có phép màu vậy. Anh chỉ cần nói nhớ em cái là em xuất hiện liền. Anh thấy không? Trời ơi, giờ này nè còn đòi công chúa nữa, thiệt tình. Anh, đi đâu giờ này mới về? Không phải đâu, tính về sớm đó mà. Trời ơi, bữa nay đồ xéo. Sao tiền bạc đi rồi để đây, rồi mấy đứa nó cứ biết mình là tiền nhiều rồi anh, nó xin tối ngày. Anh ở với em bao nhiêu năm, anh thấy con mình lớn tòng ngồng, anh có thấy bao giờ mà em để rơi rớt một đồng một cắc nào trong nhà này không? Em nói sao vậy? Mới một cọc ở đây nè. Cọc gì mình ông này không sao rồi ta. Trời ơi trời, đây nè, đây nè. Trời ơi, quá trời tiền luôn á. Ủa, đâu ra nhiều quá vậy? Tặng vợ chiều mới. Em hạnh phúc lắm. Thích lắm, thích là, lắm. Em nghĩ anh làm bất ngờ cho em. Đúng rồi, bị bất ngờ ghê, cảm thấy hạnh phúc tột cùng. Anh thì đúng là anh rất là lãng mạn, anh luôn luôn chiêu trò để giữ hạnh phúc của tụi mình à. Nhưng mà cái này không phải anh nha, không có bất ngờ. Em muốn bao nhiêu mà không được của anh là của em hết. Nhưng mà ơi, sao em để đây? Là không phải anh tặng em. Của ai? Em đâu có để tiền tùm lum vậy. Ba ở nhà kêu ba ra, kêu ba ra hỏi. Trời ơi trời, ba ơi. Bởi vì em nói ba anh á, tính tình á, để tiền tùm lum la lửa ai vô nhà lấy. Ba ơi rồi. Kêu mấy đứa nhỏ xuống coi. Hello, con mới về nè. Chào mẹ, con về. Hai đứa đi đâu mới về vậy hả? Con đi chơi. Con đi gặp bạn con. Gì đi chơi giờ này mới về, ông nội đâu? Con đâu biết đây mẹ ông nội đâu. Hai ơi, anh chị có nói chuyện thì vào phòng nói chuyện to em không ngủ được luôn á. Ủa gì mẹ ở nhà chiều giờ hả? Mẹ thấy ba đâu? Mới đi làm về nè, về mệt quá nằm về vào trong ngủ dưới đất luôn không biết luôn á. Ba đâu? Ủa lúc ba nãy em về là ba ở ngoài phòng khách nè. Trời ơi trời, thì ba ở ngoài phòng khách thì sao em không ở đây em nói chuyện với ba? Em nói rồi, cái tính của ba ba lẫn. Ủa ba không có trong này hai ơi. Đi đâu rồi? Dặn là đừng có đi ra ngoài đường, hên là bỏ tiền trong nhà, đem cọc tiền đi ra đường giết chết. Rồi chắc là ba không xài gì đi hết. Đi đi, ba bệt quá. Đang căng thẳng mình bị nhảy nhảy hoài nhức đầu cũng chết vậy. Tao đập à. Gì mà ông nội mày đâu? Nói nãy giờ không nghe gì hết hả? Ông nội con đâu? Ông nội đâu? Bây giờ ba đâu?
Đi đi kiếm đi chứ ngồi đi hỏi cái gì. Đi kiếm, nhưng mà em kiếm trong phòng không có. Báo công an nha. Ê, cái gì vậy? Báo công an cái gì? Bây giờ đi kiếm coi ba. Ủa, coi ba có đi xuống dưới nhà hay đi đâu có kiếm bà Chính coi. Sao đã nói là ba lớn ba lẫn rồi, ba đi ra đường rồi sao biết đường nó tìm, ba kêu công an người ta tìm. Công an cái gì? Công an ở nhà mình đi tìm tự nhiên, bây giờ gọi báo công an. Tôi chủ là tập đoàn vậy, tôi để ba tôi đi đâu mà phải báo công an. Trời, anh chị còn cãi nhau nữa, bây giờ ba đâu? Sao tao biết được, tao biết được. Cầm đau ok. Thôi đi, ok đâu vui, ok. Ba ơi, ba đi kiếm ông nội về đây nha ba. Tôi nói báo công an đi, không chịu mệt không. Báo công an cái gì? Làm ơn đi kiếm mà không ra tôi báo công an. Nửa tiếng nữa tôi kiếm không ra cho báo công an đi chứ. Sao mà tìm ra? Đi vô đây. Đi đâu á? À, ngồi xuống. Đi vô đây, ngồi xuống. Ngồi xuống cho tôi. Bước vô. Ngồi xuống đó. Hên gặp bà chứ đường chứ không biết sao đi qua bên lộ. Tự nhiên nè. Đến về quê. Về quê gì? Con cái nó dặn ông là đừng có bước chân ra đường. Lạc một cái rồi ai biết đường đâu mà kiếm, hên là gặp tôi à. Lỡ có chuyện gì rồi sao? Con cái nó lo nữa. Khổ gì đâu á thiệt. Trời ơi ba ơi, ba. Trời ơi ba làm con sợ chết luôn á, ba đi đâu nãy giờ vậy? Ủa, ông nội nè. Ông nội kiếm quá trời, con mệt muốn chết. Con dặn ba đừng có đi ra khỏi nhà. Mà... Ôi ba ơi, ba về rồi sao? Mày cái thằng điên này. Hôm nào cũng làm lốn sự việc lên hết trơn hết trọi. Trời ơi, chào mấy cô, mấy cậu. Dì Chính ra đây. Hả? Dì Chính là dắt ba con đi đâu đúng không? Đâu, con tôi đâu có... Con dặn dì Chính rồi qua đây làm việc nhà. Rồi rảnh rồi coi chừng ba con giùm. Dì Chính tối ngày qua không chịu làm. Ba con đòi cái gì cũng dắt đi hay sao? Có đâu, tôi... Dì Chính đó nghe chưa? Ba để cho ảnh nói, con nói thiệt dì Chính luôn á. Con biết ba của con ở trong nhà này cũng có của. Không phải là con có ý xúc phạm dì Chính, nhưng mà dì Chính làm vậy không phải. Đừng nói con vậy. Con cái trong nhà tùm lum ai cũng lo cho ba hết. Dì Chính dắt đi vậy rồi lỡ ba con đem cả đống tiền ra mất rồi, giờ con đổ thừa dì Chính kỳ không? Trời đất ơi, tôi có làm cái gì? Ba không có vậy đâu. Ba con nói thiệt với ba nha, ba là sướng nhất trên đời, không có người già nào mà sướng bằng ba hết trơn á. Tiền mỗi ngày 5 triệu ngắt cục, ba thấy không? Ba không xài là ba thấy cả đống không? Trời ơi hả, con cái trong nhà nó đông trời, lúc nào cũng vui vẻ, nhà cửa lúc nào cũng vui hết trơn. Trời hai đứa con, trời xinh đẹp, hai đứa cháu dễ thương, nói chuyện một tiếng ông nội, hai tiếng ông nội, lúc nào cũng vui. Ba chơi nhiêu đây người không đủ sao ba chơi ba Chính chi vậy? Em gì vậy? À, con biết rồi, ba Chính là girlfriend của ông nội của ông. À, bạn gái. Ui, có bộ hả? Yeah, vui hả? Có bộ hả? Ờ, vui hả? Good friend, mày. Hay quá. Mày đưa này, em. Tôi tức dễ sợ luôn. Em. Ba. Chào con. Nói thiệt là ba có kết bà Chính không? Thôi đủ rồi. Điên hết rồi, mấy cô mấy cậu điên hết rồi hay sao mà nghĩ tới cái chuyện đó vậy hả? Làm gì? Nãy giờ mấy người là nói tôi là sao? Là qua đây là dắt ba mấy người là đi đây đi đó rồi sợ tôi ăn cắp tiền bạc này nọ hả? Xin lỗi à, một đồng trong nhà này tôi cũng không lấy à. Có 1 triệu ông mới bò mà tôi cũng không thèm lấy trời đâu ơi. Tôi để dành đó để có gì ông muốn về quê tôi mua vé xe cho ông về. Ba muốn gì nói, con dắt ba đi chứ ba nghĩ sao cỡ bả ba bo tới 1 triệu vậy? Nè tao giả vô mặt trời, tao dắt mày... má mày ra mày. Bà Chính, bà... À, tao nổi cơn điên rồi bây giờ. Tại vì con cháu tao nó cũng có tiền chứ không phải không có. Bị tao buồn quá tao mới qua đây tao phụ giúp công việc thôi. Chủ yếu là mục đích chính là tao qua tao chơi với ông già thôi, mày. Thôi được rồi, tụi con thay mặt con cái trong gia đình này cảm ơn cô. Thôi được rồi. Bước sau mà có muốn dẫn ba con đi đâu ấy thì cứ soạn cái hợp đồng ra rồi đưa tụi con ký. Xong rồi muốn đi đâu đi. Chứ mà con về như thế này mới ngủ ra không thấy ba đâu tụi con lo chứ. Lo hả? Làm sao mà không lo? Lo con khỉ móc xì á. Thôi được rồi dì Chính ơi, dì về em con để con lo chuyện gia đình con nha. Đừng nói chuyện ngày mai á, được coi đó, không cần qua làm nữa để con trả lương cho xong cho tháng sau luôn. Nghỉ một con đi. Tôi không cần ha, ngày hôm nay là tôi nói xong đây rồi tôi nghỉ luôn không được. Mấy cô mấy cậu coi lại mình đi nghe chưa, đừng có ỷ ha, đi làm kiếm tiền về được quăng cho cha cho mẹ mình đó, rồi muốn bỏ xó đi đâu thì đi. Cho ông nhiều tiền làm gì rồi nói là ba cứ ở nhà không đi đâu hết rồi lấy gì xài tiền. Vừa phải thôi chứ. Dì nói đủ chưa? Biết ngày hôm nay là cái ngày gì
không? Ngày quan trọng, ba nói hoài, ba nói từ sáng tới giờ ngày quan trọng. Trời ơi, ba vui trong mình, ba mới mua cái bánh kem mà gia đình lo quá, gia đình sợ ăn rồi lên đường. Đúng lên rồi. Lên máu sợ ba chết, sợ ba có chuyện gì bắt đầu giục cái bánh kem rồi. Thấy gia đình quan tâm không? Ngày hôm nay là ngày sinh nhật của ba. Ba mấy cô mấy cậu đó, cái ngày sinh của ổng mà mấy người còn không nhớ thì sau này còn nhớ tới cái ngày gì nữa hả? Bữa nay là sinh nhật của ông nội tụi con. Đi mua cái bánh kem thiệt lớn về đây nha. Dạ, chở em đi mua cái bánh kem thiệt lớn. Đi mua bánh kem. Thôi thế chắc em chạy đi mua bó hoa vậy. Mày đứng yên đó. À đây lấy cái này. Khỏi lấy. Chú ba, chú ở đây chứ chú định trốn tránh trách nhiệm hả? Anh nói cái gì đấy? Sinh nhật ba em chạy đi mua hoa mà trốn tránh trách nhiệm là sao? Sinh nhật ba sao? Đáng lẽ là chú phải là cái người nhớ thay cho tôi. Ở nhà hai anh em tôi biết bao nhiêu công chuyện. Thôi bữa nay ba chờ tụi con về không phải là vì sinh nhật của ba, mà ba chờ tụi con về là ba có chuyện muốn nói với tụi con. Ba ơi, tụi con xin lỗi ba. Thật sự con ba không có buồn phiền gì hết. Ba ơi. Nhưng mà ba đưa qua ghế ngồi ba nói chuyện. Qua ghế ngồi. Con ngồi. Ba lên đây cũng lâu, còn má ở dưới tội nghiệp ba nằm ở ngoài đồng, không ai chăm ba hết. Mấy đứa có giữ ba ở lại hoài, thấy con lỗi với má tụi bay. Thôi giờ ba xin cho ba về quê. Ba. Anh đỡ ba coi. Ba ơi. Ba con xin lỗi ba. Ba làm gì tội tụi con hết ba ơi. Con biết là tụi con nhiều khi láo theo cái công việc mà không có lo quan tâm tới gia đình mình ba. Không bao giờ ba trách mấy đứa. Ngồi mỗi người mỗi việc. Ba chỉ muốn về quê thăm má mấy đứa. Mấy chục năm nay ba ở mình cũng quen. Ba chỉ xin mấy đứa ráng thu xếp. Ba chỉ xin một lần ráng thu xếp để cả gia đình mình ra thăm mộ má tụi con. Từ khi bà chết tới bây giờ chưa có lần nào cả gia đình mình ra mộ thăm má tụi con. Bà chỉ xin vậy thôi. Bà Chính, tôi đây. Chính định dắt ba tôi đi đâu? Ba, con xin ba, con hứa với ba, từ nay con sẽ bỏ bớt công việc qua một bên, con sẽ lo cho ba, rồi lo cho má nữa. Chỉ có con cái bỏ cha mẹ, chứ mãi mãi không bao giờ có cha mẹ nào mà bỏ con cái hết. Biết lỗi rồi, con xin lỗi ba. Con lỗi lại tiền sinh nhật nha. Nghe ba.